Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì thể theo yêu cầu rất là nhiều bác hỏi dòng TV 65 inch của Sony. Vì vậy mà em sẽ quay video cập nhật giá mẫu TV màn hình 65 inch của Sony hiện tại đang bán bên em, bên điện máy Ecomart, địa chỉ tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cập nhật tất cả từ mẫu TV màn hình giá rẻ nhất cho đến mẫu cao nhất các bác nhá. Ở dòng TV màn hình 65 inch của Sony. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác cứ liên hệ số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn báo giá trực tiếp cho các bác. Tiện đây bác nào đang xem kênh của em, yêu quý em cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video mới ngày hôm nay để cập nhật giá cho các bác. Ở dòng TV màn hình 65 inch của Sony thì hiện tại bên em cũng đang còn hai đời khác nhau, đời 2022 và những cái model ra mắt đời mới 2023. Thì em sẽ cập nhật cho bác là cả hai đời. Đầu tiên sẽ là mẫu ra mắt năm 2022, mẫu 65X75K các bác nhá. Đây là mẫu TV giá thành rẻ nhất ở size màn hình 65 inch của Sony hiện tại đang bán bên em. 65X75K. Dòng này thì sản xuất tại Việt Nam. Thiết kế bên ngoài của mẫu này thì viền dày viền nhựa, chân đế thì để ở hai bên. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Chip là X1 4K. Âm thanh của dòng này thì sẽ có tổng công suất là 20W, có hai củ loa ở hai bên, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, rồi sử dụng hệ điều hành là Google TV. Bảo hành sẽ TV sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà. Về mức giá đang bán bên em trừ hết quà rơi vào là 14.440.000 65X75K của Sony các bác nhá. Đây là dòng 65 inch giá thành rẻ nhất của Sony hiện tại rồi. 14.470.000, hàng sản xuất tại Việt Nam. Bác nào mà thích dòng TV của Sony mà mình chỉ cần xem giải trí bình thường thôi, mình muốn mua giá dòng TV giá rẻ thì mình có thể tham khảo mẫu này. Tiếp theo, ở dòng TV màn hình năm 2022 thì bên em sẽ còn thêm một cái mẫu, đó là mẫu 65X90K, đời ra mắt năm 2022 của Sony. Mẫu 65X90K, mẫu này thì có màn hình độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét là 120Hz, công nghệ nét nền Full Array. Âm thanh của dòng 90K cũng cao hơn bởi vì đây là dòng TV cao cấp. Màn hình, âm thanh đều là dòng đời cao, chip cũng là chip XR, trí tuệ nhận thức của Sony. Và mẫu 65X90K thì đang bán bên em giá mà trừ hết quà rơi vào 21.790.000. Bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Mẫu 90K này thì ngoài cái tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt sẽ còn thêm cả điều khiển rảnh tay nữa các bác nhá. Điều khiển rảnh tay sử dụng Google TV. Đây là hai mẫu TV của Sony năm 2022, ra mắt năm 2022 nhưng mà hàng thì hàng mới sản xuất năm 2023 của Sony. Qua những dòng TV đời 2022 thì tiếp tục em chuyển sang đời 2023. Ở dòng TV của Sony đời 2023 thì bắt đầu sẽ là từ mẫu 65X80L. Đây là mẫu 2023. Dòng X80 trở lên thì sẽ xuất xứ tại Malaysia rồi. Màn hình của dòng này thì độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất của mẫu này rơi vào 20W, gồm là hai củ loa, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển rảnh tay sử dụng công nghệ OK Google. Chip là chip X1 4K HDR, âm thanh là 20W, có công nghệ Chinoo Mirror Pro với hơn 1 tỷ màu sắc ở trên màn hình, hỗ trợ Dolby Atmos đầy đủ, sử dụng Google TV. Nên các bác cứ để ý các cái dòng TV của Sony thì đều sử dụng giao diện giống nhau hết bởi vì đều sử dụng Google TV. Về mức giá của dòng 65X80L thì đang bán bên em trừ hết quà rơi vào là 18.650.000 các bác nhá. 18.650.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Nói chung về cái mặt bằng giá thành của TV Sony ấy thì nó sẽ cao hơn so với những hãng khác như là Samsung hay là LG hay là TCL. Nhưng mà gần như là giá nó cũng sẽ không có giảm quá nhiều.
mà cái mức giá này thì đang là mức giá ổn định rồi các bác nhá. Tiếp theo chuyển sang mẫu cao hơn thì sẽ là mẫu 65X85L đời 2023 của Sony. Dòng 85 thì khác với cả dòng 80 ở chỗ là đó là cái màn hình. Công nghệ màn hình của bên này sẽ là nét nền Direct, trong khi đó thì công nghệ nét nền bên này sẽ là công nghệ nét nền Full Array. Nó khác nhau ở cái chỗ công nghệ màn hình. Đây là cái điểm khác biệt lớn nhất ở dòng TV X80L và X85L. Tần số quét của mẫu 85 cũng là 120Hz các bạn nhé. Rồi âm thanh thì tổng công suất là 20W, có hai củ loa hai bên. Vẫn có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển rảnh tay. Chip cũng giống nhau chip X14K HDR. Về mức giá của dòng 65X85L thì đang bán bên em trừ hết quà rơi vào là 21.110.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Đây là mẫu 65X85L đời 2023 của Sony. Tiếp tục qua dòng 85L thì em sẽ chuyển lên dòng đời cao hơn nữa. Đó là mẫu TV X90L của Sony. Dòng 90L của Sony thì thiết kế bên ngoài đó là thiết kế viền bằng kim loại, viền kim loại rồi tràn viền vô cực và viền theo dạng là vuông thành sắc cạnh, nhìn nó sang hơn nhiều. Màn hình độ sáng cao hơn, tần số quét thì là 120, công nghệ cũng là công nghệ nét nền Full Array. Âm thanh của dòng 90L thì có tổng công suất là 30W, gồm là 4 củ loa, tích hợp cả đôi bán mốt trên loa của TV, sử dụng Google TV nhé. Rồi chip là chip XR, trí tuệ nhận thức. Về cái cấu hình của TV ấy, dòng 90L thì so với cả dòng 90K đời 2022 thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau. Đầu tiên đó là khác nhau về thiết kế bên ngoài, chuyển sang từ viền nhựa sang viền kim loại và thiết kế tràn viền vô cực bằng viền kim loại. Thứ hai là cái độ sáng màn hình cao hơn. Thứ ba là cái công nghệ màn hình có thêm công nghệ XR Clear Image. Và thứ tư đó là cái bộ nhớ trong được nâng cấp lên 32GB. Thì đấy là những cái điểm cải thiện từ dòng 90K chuyển sang dòng 90L. Và cái mẫu năm 2023 đang bán bên em giá mà trừ hết quà rơi vào 27.970.000. 65X90L là 27.970.000 các bạn nhé. Bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là dòng nét nền Full Array cao nhất của Sony. Tiếp theo chuyển sang công nghệ nét nền Mini LED là dòng 65X95L đời cao hơn ở mẫu TV của Sony. Mẫu này thì cấu hình rất là cao, màn hình công nghệ nét nền Mini LED thì độ chi tiết hình ảnh, độ sâu màu đen gần như là tuyệt đối. Em bảo gần như tuyệt đối có nghĩa là nó sẽ không được một tuyệt đối 100%, nhưng mà cũng phải được 90%. Nếu như các bác mà tìm tuyệt đối thì các bác chọn dòng TV OLED. Còn màn hình mini LED thì vẫn là bóng nét, vì vậy mà nó sẽ không được 100% màu đen tuyệt đối. Và mẫu 65X95N này thì thiết kế giao diện bên ngoài thì giống với cả dòng 90, nhưng mà công nghệ màn hình nó thay đổi khác. Công nghệ màn hình thay đổi cao rất là nhiều. Về cái mức giá của dòng 65X95L này thì đang bán bên em giá mà trừ hết quà rơi vào khoảng tầm là 46 triệu. Bảo hành thì bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Về cái chân đế của dòng 95L thì cũng khác một chút. Chân đế nó sẽ có kiểu để hơi vát, nhìn nó vững chãi hơn. Đây các bạn nhé, mẫu cao cấp của Sony. Và tiếp theo qua mẫu TV cao nhất hiện tại bây giờ sẽ là dòng TV OLED màn hình 65 inch 65A80L của Sony. Đây là dòng TV OLED mà có độ sâu màu đen là tuyệt đối các bạn nhé. Dòng OLED thì nó sẽ không sử dụng bóng nét trên màn hình mà nó sử dụng các cái hợp chất hữu cơ phát quang, vì vậy mà cái tuổi thọ của dòng OLED ấy, nó cũng sẽ ngắn hơn so với cả dòng TV mà sử dụng bóng LED. Cái điều này thì em cũng phải nói rõ với các bác để các bác hiểu rõ. Không phải là TV mà cấu hình cao giá thành tốt nhất
thì nó sẽ có độ bền cao nhất đâu. Bởi vì cái độ bền của TV thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng mà về cái khoa học để mà chứng minh ấy, thì cái mẫu TV OLED ấy, thì tuổi thọ của nó sẽ không bằng so với cả dòng TV LED. Nhưng mà đổi lại thì các bác xem hình ảnh cực kỳ đẹp. Các cái điểm ảnh nhỏ như thế này ấy, thì chỉ ở dòng TV OLED mới hiển thị được thôi. Còn sang những dòng TV mà ví dụ như là 90 bên kia thì nó chỉ là những cái vẹt vẹt trắng, nó sẽ không rõ được từng điểm như thế này. Đấy là cái ưu điểm ở dòng TV OLED này. Về mức giá của dòng 65A80G đang bán bên em, giá mà trừ hết quà đi thì hiện tại sẽ còn là 51.610.000 các bác nhé. 51.610.000 giá, nếu như để so sánh sang các cái mẫu TV OLED của hãng khác thì Sony vẫn là cao nhất. Đây là mẫu 65A80G, bảo hành thì 3 năm chính hãng tại nhà. Giao diện TV rất là đẹp, TV mỏng. Thì trên đây là toàn bộ các cái mẫu TV màn hình 65 inch của Sony hiện tại vẫn đang còn hàng, đang bày bán tại trên quầy kệ bên em. Thì bác nào mà muốn mua hàng, các bác cứ liên hệ số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn báo giá trực tiếp cho các bác. Ở video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.